Cảm nhận của mình về đất nước Thái Lan là một đất nước quá tuyệt vời và hoàn hảo. Không khí ở đây cũng một phần giống gần gũi Việt Nam nữa, nên là mình có thể là tưởng tượng như là gần ngôi nhà của mình. Đối với mình thì rất là lạ lẫm và rộng lớn, con người thì rất là hòa đồng. Vì một cái là đồ ăn hơi lạ, hơi khác so với Việt Nam. Con người ở Thái Lan thì họ rất là thân thiện, rất là hòa đồng. Thì đó cũng là một cái điều khiến cho tụi mình cảm giác thoải mái hơn khi mà cũng nói chung là cũng láng giềng đối với Việt Nam, cũng gần Việt Nam mà, thì mình nghĩ Thái Lan cũng khá là thân thiện. Nhưng mà chỉ có điều là tại Thái Lan thì nó kẹt xe ghê quá. Món ăn thì đến với Thái Lan thì rất là nhiều món ăn, và mình thích nhất là những món ăn vặt ở Thái Lan, là một trong những thứ tuyệt vời nhất ở đây. Chắc là cơm hộp trong 7-Eleven. Cơm trong 7-Eleven. Bạch Thái với mì spaghetti của Thái Lan thực ra là bạch thái hủ tiếu xào. Tôm với đặc biệt là những món hải sản. Thật sự thì đợt qua đây mình bị nói chung là một răng khôn, nhưng mà khá là nhức, rồi cũng chả ăn được gì cả, nên là chỉ ăn những cái món cơm hộp. Thì cũng có một món cơm hộp mà nó hơi hình như là cơm hộp tàu hay sao ấy, nó cũng khá là ngon. Trong một lần mình ngủ dậy trễ thì đã bị bỏ rơi ở khách sạn và phải tự mình bắt taxi để tới chỗ đấu, cũng hết tầm 100 baht. Kỷ niệm, rất là nhiều kỷ niệm đến đây. Mà kỷ niệm đáng nhớ nhất là có thể là tập bơi cùng Ngọc Lợi kia một chuyến về. Đáng nhớ nhất là đi massage mình đầy đầu á. Chuyến đi bơi với lại cái đội, thì mấy anh em bơi với nhau giỡn hết các kiểu, thì mình nghĩ đó là kỷ niệm khá là vui đối với bản thân mình. Thì thật sự ra thì đến với cái chương trình cam ở tại Thái Lan này thì mình cảm nhận là Thái Lan thực sự rất là mạnh, vì sự kết hợp của tất cả thành viên và nói chung về kỹ năng cá nhân thì mình nghĩ họ đã tốt và đã có thời gian để tập luyện rất là nhiều. Từ trong giải nội địa cho tới giải quốc tế thì họ đã cố gắng rất là nhiều thứ, thì mình nghĩ khi mà Thái Lan đứng ở hạt giống số 1 thì đó là điều xứng đáng của đội tuyển Thái Lan. Đội tuyển Liên quân Hàn Quốc đã có một sự thay đổi rất là mạnh mẽ từ giải AAC, cũng là cho thấy đội tuyển Hàn Quốc là có một sự tập luyện rất là dài và cực khổ, nên được thành quả ngày hôm nay. Nhưng Hàn Quốc vẫn có rất là nhiều điểm yếu về mặt chất tướng. Hàn Quốc ở giải trên lần này vẫn chưa phô trương hết sức mạnh của mình. Đó là một đội tuyển rất là mới, rất là lạ và có khả năng đột biến cao. Thật sự thì mặc dù đánh với Trung Quốc cũng thua trong thế áp đảo, nhưng mà tụi mình không thể đánh giá được là ở trong giải AFC thì Trung Quốc họ sẽ đánh như thế nào. Và có thể nói là Việt Nam sẽ nhỉnh hơn Trung Quốc một chút nếu như Việt Nam đánh cẩn thận. Qua chuyến tập huấn Thái Lan này thì em cảm thấy Đài Loan, không những là Đài Loan 1 và tất cả các đội tuyển khác đều rất là mạnh, đều có một lối chơi nhất định. Họ rất là nhiều chiến thuật. Khi mà họ sẽ trải qua hăm dò đối phương trước, khi mà họ đã hăm dò được đối phương như thế nào và họ sẽ tính đường lối banh bích của họ và vô trận đấu họ sẽ phát huy những con bài họ đã chọn. Thì thực sự ra thì đối với Đồng Nam và Lắc Quan thì mình nghĩ họ là cũng hai người có kỹ năng rất là tốt. Nhưng mà quan trọng thì đây là một tập thể, đâm ra nó cũng phải cần cái sự gắn kết và thời gian tập luyện nhiều hơn một tí. Thì mình hy vọng ở tại AFC thì mình sẽ, nói chung là cả một tập thể với đại diện của Việt Nam sẽ tiến xa hơn vào sâu trong giải. Lách Quan thì là một người đi mid rất là tốt, tuy tính tình hơi nóng nhưng mà anh ấy có thể đảm nhận vị trí mid carry cho team. Còn Đồng Năm thì có những suy nghĩ, nói chung suy nghĩ rất nhiều mà nói cũng thật sự rất là nhiều. Hai người đó thì Đồng Năm là một người có tư duy cũng khá là, gọi như thế này, cũng khá là nhạy, nhưng mà có cái là hơi nói hơi nhiều. Black One thì có kỹ năng cao nhưng mà nhiều lúc thì hơi bốc đồng xíu. Về những người đồng đội của SKB thì nói riêng về NTB thì anh ta là một thành viên rất quan trọng, là nòng cốt của SKB, vì nếu như không có NTB thì sự gắn kết của các thành viên sẽ rất là khó. Còn đối với những người khác thì
họ là những người cũng biết rất biết hợp tác, nhưng mà cũng có rất nhiều cái chật khớp khi mà không có NTB, nên đây là cái điều mà tụi mình cần phải khắc phục nhanh nhất có thể nếu như muốn tiến xa trong AFC. Em đội tuyển Việt Nam lúc này thì rất là đang là khó khăn về mặt con người. Em mong là các fan hâm mộ ở Việt Nam sẽ đồng hành cùng đội tuyển ở giải AFC sắp tới. Dù sao đây cũng là một cái lớp mới và chưa hoàn thiện, thì mọi người đừng đánh giá vội về thực lực và hãy đón chờ tới đợt AFC này. Còn những cái thể hiện không tốt thì mong mọi người có thể bỏ qua và tiếp tục ủng hộ đội tuyển Việt Nam trong giải đấu sắp tới. Mình xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi đội tuyển Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua, và mình cùng đồng đội sẽ cố gắng luyện tập thật nhiều để mang thành tích tốt nhất về cho đội tuyển Việt Nam.